Chị Hà qua đời chưa được 10 ngày thì anh Tuấn này đã nghĩ ngay đến việc chắc là sẽ bán xà lan. Vậy thì em hỏi mọi người, tại sao khi vợ mình mất chưa được 49 ngày nữa, chưa được 100 ngày nữa đã tính bán xà lan rồi? Vậy thì em hỏi mọi người, cái nguyên nhân là do đâu? Có phải anh này cần tiền quá không? Cái lý do anh này đưa ra là không hợp, rồi là vợ mình rơi xà lan như vậy là không hợp nên bán xà lan. Có hay không, hay là vì anh ám ảnh quá? Anh ám ảnh quá bởi vì đã lỡ tay trên xà lan, mà bây giờ anh chạy tiếp thì có thể là bị nghiệp quật, bị dìm xuống đấy thì sao? Đúng không quý vị? Đây anh sẽ cho mọi người nghe một cái dẫn chứng. Cái lúc mà anh thấy chị chìm xuống là có cái gì lạ không anh? Mình nói ai đầu tin đâu. Mình nói không ai tin. Lúc đó có sống không? Có sống mà... Không, không, không. Không có sống, không lục bình. Nước chảy mạnh không anh? Xíu không? Nước chảy cũng được. Lúc đó là không có sóng, im du, mà nước chảy thì cũng không mạnh. Buổi trưa lấy đâu ra mạnh? Mạnh là phải vào buổi chiều à, hay là những lúc mà gọi là thủy chiều lên này. Buổi trưa sóng im du, nước chảy bình thường, mà cách có 10 thước nữa mà chị chìm mất tiêu. Quý vị nghe có tin không? Nhưng mà cách xa cái nơi mà xà lan mình bao nhiêu xa? Nhưng mà chỉ hợp xuống á, cái cỡ độ cho cứ 30 mét rồi. Đó, đây sẽ là một yếu tố sai với thực tế. Là anh Tuấn này nói là lúc mà chị này hộp xuống á, là cách cái xà lan 3-40 mét. Nhưng mà cái vị trí tìm được xác ấy thì nó lại ngược với dòng sông mà nơi mà cái xà lan đang neo. Đó, quý vị thấy không? Chả nhẽ bây giờ chị Hà này chị trôi sông, đúng không? Mà lúc đó nước đang chảy xuôi, lẽ nào ai mà đưa chị về chảy ngược, để chị chìm về bên cái phía gọi là ngược, ngược cái chiều của dòng chảy. Quý vị thấy điều không? Anh này nói là mới có tầm 1-2 phút thôi mà đã trôi 40 mét rồi. Vậy mà 12 ngày nó đi ngược lại thì có phải là cái thi thể của chị Hà biết đi không quý vị? Ở đâu ra mà 40 mét, cách có 10 thước là đã chìm rồi mà đã trôi 40 mét. Vậy thì em hỏi mọi người, 12 ngày thì nó trôi đây đâu, đúng không? Nên là đây á, anh này nói lại càng sai nữa. Trâu tới 30 mét mà em bơi xuống lại cả 10 mét là em chứng kiến, là em hết biết luôn. Theo mình chết trâu ngọt nước này kia cũng chìm từ từ à. Cái này một cái hụp xuống ngực, gật xuống cái hì luôn, là không mất tiêu bơi tâm luôn, hụp xuống một cái hì mất tiêu luôn. Mà trong cái đó chị Hải biết bơi. Nếu mà nó vợ em bị giật bẻ với cái túi này kia từ từ em lỡ nắm cũng kịp à. Mà cái này sao mà em thấy mà em hết biết luôn à. Đấy không, anh này nói nha, nếu như vợ em mà hụp mà chết đuối á thì em lại cứu cũng được nữa, nhưng mà cái này em hết biết luôn. Quý vị thấy có lạ không? Chính anh Tuấn này nói nếu như vợ em á mà có cái ngạt nước, bị đuối nước ấy, thì em cứu cũng được nữa, nhưng cái này em hết biết luôn, hì một cái là đi. Chính anh này còn không thể tưởng tượng, anh này còn không biết nói làm sao đâu quý vị. Bởi vì nếu như một người mà gọi là đuối nước thì cũng vẫn phải bì bõm ở đó lâu lắm quý vị. Nó không dễ như vậy đâu. Nó không phải như sóng biển mà đóng cái ào phát là chìm đâu quý vị. Bởi giờ vợ mất cái nghề này em tính bán xà lan luôn. Từ ngày vợ em mất đến giờ chắc em tính bán xà lan luôn. Em nói với quý vị và các bạn rằng là trước Tết ấy thì có người trả 5 tỷ tư mà anh Tuấn không bán. Anh Tuấn đòi 5 tỷ 6 mới bán. Vậy thì em hỏi mọi người, nếu như bây giờ á, cái việc mà anh Tuấn này cùng với vợ đây là tài sản chung, thì bây giờ vợ mất rồi thì cái 5 tỷ 6 này là của ai? Đó, thì hai vợ chồng thì bây giờ vợ mất rồi, đúng không? Thì còn phần của các con thôi. Ví dụ 5 tỷ 6 đi, ông ấy có chia cho các con một nửa, ông còn một nửa 3 tỷ. Vậy thì em hỏi mọi người là tiền là thuộc về ai? Chứ còn ở đây là bố bên đằng vợ là không có quyền rồi, đúng không? Không có giấy tờ liên quan đến bên gọi là mẹ ruột của chị Hà rồi. Thì ông Tuấn này sẽ lãnh trọn số tiền đó. Vợ mất chưa được nổi mà một cái lễ 49 ngày, đúng không? Mà đã lo bán xà lan. Vì cái lý do sao đây? Em chứng kiến sự việc em vợ cũng đấu ngày suy nghĩ về vợ gì nắm gì hết biết luôn. À, cái lý do là chứng kiến vợ nhảy sông nên là bây giờ ám ảnh, nên là không muốn chạy xà lan nữa.
Em nói mọi người không phải ám ảnh khi chứng kiến đâu, mà có thể là ám ảnh do mình ra tay đấy quý vị. Đúng không? Không có lý do gì đâu. Chả lẽ bây giờ anh nói là mới có 5 phút mà vợ anh trôi 40 mét, mà 12 ngày mà vợ anh vẫn nằm ngược cái chỗ mà neo xà lan. Đó, thì chính vì anh Tuấn này là cái người mà đã đưa ra cái hướng tìm kiếm cho đội của Asim, là các anh phải tìm cách đây 100 mét, cây số, chặt cái lục bình đi. Nhưng Asim không, tôi tìm ở cái hướng bên trên cái xà lan đang neo. Đó, thì em nói mọi người là ông này đang đứng cái xà lan ở đầu tiên ở trên kia, và anh này đã có thể đã thả nó trôi xuống đó, và anh này đã rời cái xà lan xuống bên dưới một xíu để đánh lạc hướng, để cho người ta tìm xuôi dòng. Người ta đâu có nghĩ là phát hiện ra là người ta tìm ngược dòng đâu. Nên đây là một cái yếu tố em nói mọi người là khẳng định là chị này phải qua đời trước khi xuống nước. Anh này không nói mà anh này nói là nếu như mà vợ anh đuối nước thì anh sẽ cứu được mà, đúng không? Thế nên nói mọi người bây giờ làm sao mà giấu được, cuối cùng cũng sẽ lộ thôi. Thì con sông Vàm Cống này cũng xảy ra nhiều vụ án mà mình có cúng kiến gì hàng tháng không anh? Dòng đấu ngày ít cúng lắm. Có vụ lúc xác lên rồi không có mời thầy. Thì thường là những người mà đó, em nói mọi người á, cái ngày mà kéo cái thi thể chị Hà lên ấy, thì anh này lo đánh xà lan đi sửa mất 2 ngày, mà bây giờ thì anh Tuấn anh đòi bán xà lan. Em không biết là định có định bán nhà hay không ấy chị, bởi vì em nói mọi người bây giờ ấy, cái tài sản của hai vợ chồng có là rất lớn, nó 5 tỷ 6 tỷ, nó cái tài sản nó vô cùng lớn đối với một người bình thường. Thì bây giờ em nói mọi người là anh Tuấn này đã có cái lịch sử rồi. Anh này nói là anh thương vợ, anh nhớ vợ, anh đem cho mọi người nghe này. Này, vợ con mình cũng lo cũng thương, đón ngày mình cũng quan tâm, bây giờ điện vợ con mình cũng thương, tối ngày mình cũng lo, mình quan tâm, mình điện. Em có biết thương ở đâu, thương ở đâu mà phải cam kết với chính quyền là không đánh vợ nữa? Thương con ở đâu mà cam kết phải chia 4 mỗi chuyến hàng về? Quý vị có thấy một gia đình nào mà bố phải dành tiền của con không, trong khi đó người cha còn cho con không hết, mà vợ giữ tiền ở đây là lo cho ai? Lo cho gia đình. Ví dụ như vợ nó không lo làm ăn, không lo kiếm tiền, chơi bời thì là một chuyện. Nhưng chị Hà là một người phụ nữ rất đảm đang, giỏi, lo cho gia đình. Anh này thì cũng ăn chơi, cờ bạc cái gú, nên là vợ mới không cho tiền. Thì cũng chính vì cái lý do này, vì tiền, nên là chị Hà đã ra đi. Thì em nói mọi người là oan ức hay không thì chúng ta nhìn và chúng ta biết, đúng không? Bởi vì là em nói mọi người là không thể nào với cái bằng chứng đó, mà 12 ngày như vậy, mà nằm ở một chỗ như vậy, mà anh này tả có 2 phút à, mà trôi 40 mét. Thế vì thế có lạ không? Rồi tiêm thêm những cái thông tin nữa, là hiện nay này, đó, cái người mà gọi là chứng kiến mà được gọi đầu tiên là dì Năm ấy, bây giờ không thấy cái lên tiếng nữa. Dì Năm, dì Mười đó quý vị. Em cũng đang mong ở đây á, là những ai mà được tiết lộ đầu tiên, thông báo đầu tiên ấy, là ông này nói là 11 giờ 38 phút sau khi gọi cho con gái xong là nhảy, buổi trưa ngày hôm đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xác định cái mốc thời gian đây là tại sao khi mà 11 giờ 38 phút gọi cho con gái xong, ông này lại gọi ngay cho bà dì Năm để cung cấp thông tin mà không gọi cho gia đình bên ngoài. Rồi tiền ba két sắt đâu? Ông này có nói là ông này có mượn 50 triệu của dì Năm để lo cái việc tang lễ cho vợ. Nhưng mà cái xác định của mẹ ruột của chị Hà thì ông Tuấn này chưa bỏ ra một đồng nào. Thì em hỏi mọi người là ông Tuấn này không có tham dự tang lễ, không có đến làm lễ tang cho vợ, không xây mồ mả gì cho vợ, thì 50 triệu đó đi để làm gì? Hay là ông đi trả nợ rồi ông lại mang tiếng cho vợ là ông ấy lo cho chi phí đám tang cho vợ? Thì mẹ của chị Hà có nói rồi là ông Tuấn này chưa bỏ ra một đồng nào hết, tất cả cái tiền lo chi phí là mẹ chị Hà lo. Vậy thì chứng tỏ là ông này càng nói lại là càng sai, đúng không mọi người? Bây giờ thì lại tính bán xà lan, sắp tới là chuẩn bị bán nhà luôn. Bác xà lan chuyển nghề không hợp. Lý do ở đây là do nhìn thấy cảnh đó, nếu như vợ mà bị đuối nước là em sẽ cứu được, nhưng mà do thế nào đó không biết, hụp hì một cái mất luôn. Quý vị thấy không? Đấy là một cái lời kể của một cái ông mà em phải nói mọi người là không thể tin được. Đánh giá cái mức độ ở đây em nói mọi người là nó phải có cái lý do nào đó. Nhưng mà em nói mọi người là hiện nay á,
chúng ta cũng đang muốn biết cái bằng chứng, cái gọi là cái tang vật. Em đang rất là muốn rằng là sẽ tìm được, có thể nó là tìm được những cái gọi là cái gì đó để neo thi thể ở dưới sông, thì lúc đó không thể nào chối cãi được. Bởi vì ở đây là ông này cũng rất là danh, đúng không, đã nghĩ ra những cái chiêu trò. Ví dụ như là ở tôi chặt cái ghe nhỏ để tôi xuống tôi cứu vợ tôi. Vậy thì em hỏi mọi người, nếu mà chặt cái ghe nhỏ từ cái độ cao như vậy thì nó có chìm không? Đúng không? Nó chúi đầu xuống nó chìm ngay chứ làm gì mà bơi ra mà cứu được. Mà mới có 5 phút thôi, 2 3 phút thôi mà đã trôi 40 mét rồi. Mà 12 ngày vẫn đứng im mà còn đi ngược lại cái chỗ xà lan nữa. Thì chứng tỏ là ở đây là cái điều không thể xảy ra. Làm gì có ai mà hì một cái mất luôn, mà trong cái đó sóng thì cũng không có. Sóng không có thì lấy đâu ra mà hì cái mất luôn, đúng không? Sóng không có mà nước thì không cao, thì em hỏi mọi người là ở đâu ra mà hì một cái mất luôn. Thì tất cả những cái lời nói của anh Tuấn này thì đang dần dần sẽ hé lộ ra cái thông tin của vụ việc này. Chắc chắn mọi người nghe mọi người cũng biết chứ, đúng không? Ai cũng thấy rằng là nó có cái điều gì đó mà uẩn khúc ở đây. Không thể nào mà chị Hà lại có thể nói là ra đi một cách như vậy được. Đây, vợ không chịu thôi, mình cũng nhịn mà nữa. Hôm qua em điện công an là về cúng bình thường đó, mà thôi mất công bên vợ không chịu thôi. Ông ấy nói là ông muốn về cúng cho vợ mà vợ không chịu, bên vợ không chịu thì thôi. Em hỏi mọi người là ông Tuấn này ông muốn về thì ai cản được? Ông cứ nói là ông không dám về, là sợ bên vợ, sợ ông anh vợ, sợ người này sợ người kia. Thế lúc ông đánh vợ ông phải cam kết ở xã ai ông sợ ai, đúng không? Bây giờ thì ông nói là ở do bên vợ không cho ông về. Có phải là cho không cho ông về hay ông về sợ lộ, đúng không? Nếu như ông về ông nhìn người ta, nhìn ánh mắt của mình người ta biết ngay. Với người ta nhìn và người ta biết. Em nói mọi người là cái lý do ở đây là tại sao cái thi thể đây lại bục lên ở ngay cái vị trí xà lan, ngay cái vị trí mà anh nói là chị nhảy xuống. Thì có phải là một cái gì đó có thể được neo là anh tả sai sự việc không? Em nói mọi người chưa chắc đã phải làm lúc chưa mà chị Hà nhảy xuống sông đâu. Có thể là cái lúc đó vẫn chưa có sự việc xảy ra đâu. Bởi vì nếu như 11 giờ trưa thì chả lẽ không ai nhìn thấy. Làm gì có chuyện mà 11 giờ trưa mà không có ai nhìn thấy, mà trong khi đó 4-5 chiếc xà lan xung quanh, đúng không? Anh ấy nói là anh ấy quê với bạn bè, vợ la om sòm nên là ông phải đánh xà lan đi. Nhưng mà lúc về thì vợ nằm trên võng và vợ đã đưa tiền cho ông. Vậy thì em hỏi mọi người là vậy vợ nằm trên võng có khi nào ông túm cái võng luôn không? Chứ không có chuyện mà ở đây là một cái mà gọi là mất tiêu luôn đâu. Nó phải có lý do, đúng không? Nên là em sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin mới nữa để có thể phân tích cho mọi người cùng nghe. Bởi vì cái vụ việc này nó còn rất là nóng, nó chưa thể dừng lại được, bởi vì chị Hà vẫn chưa lấy lại được công bằng. Oan ức của chị vẫn còn đó, chị sâu thì không thể nào siêu thoát được. Quý vị khán giả có những góp ý thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Hoàng Dương TV, hay là comment bên dưới video này để em sẽ tiếp tục thông tin những cái thông tin mới nhất về vụ việc của anh Tuấn và chị Hà cái gì nhé. Chào tất cả mọi người.